Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ dạy bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà lan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cha xứ, kính thưa Cha phó, quý sơ, quý ông bà, anh chị em thân mến, tôi rất cảm ơn Cha xứ, quý cha cũng như cộng đoàn có nhà ý cho phép tôi đến đây để dâng thánh lễ, đặc biệt là với thánh lễ ngày mai, để tôi đưa tiễn một người cùng với cộng đoàn của chúng tôi trở về lại quê nhà và cũng đưa tiễn ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày mai. Cha Vincent Bùi Đoàn, con cái của giáo xứ ở đây. Hôm nay tôi cũng được hân hạnh sau thánh lễ sẽ có dịp để tiếp chuyện với ông bà anh chị em để chúng ta tìm hiểu thêm một phần về đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng hôm nay trong bối cảnh của thánh lễ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tôi muốn chúng ta suy nghiệm về điều mà Cha Chủ Tế đã nói đến. Đây là căn tính của đức tin Kitô giáo. Vậy căn tính đức tin Kitô giáo ở trong bối cảnh của đời sống anh chị em ngày nay có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy bắt đầu với câu nói của ông bà dạy cho chúng ta: con thì có cha có mẹ chứ không ai đục lỗ nẻ mà lên. Nói cách khác, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Có nghĩa là chúng ta những con người được dựng nên theo Kinh Thánh nói là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và đây là một mầu nhiệm căn bản mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Đương nhiên, câu chuyện của Thánh Augustino mà chúng ta nghe quá nhiều. Khi ngài suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bước đi trên một đoạn đường bờ biển, thấy một em bé dùng một vỏ hến, vỏ sò để đổ nước vào ở trong một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em làm gì? Em trả lời: tôi muốn đổ hết nước của đại dương này vào trong cái lỗ nhỏ này. Ngài trả lời: làm sao con có thể làm được? Thì em bé trả lời: việc tôi làm còn dễ hơn những gì ông đang suy nghĩ. Rồi em biến mất. Câu chuyện này cực hư, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là câu chuyện nói lên được những suy nghĩ của Thánh Augustino về một mầu nhiệm vượt trên những hiểu biết của con người. Và đây là một thách đố về vấn đề lý luận và trí thức, nhưng nó hoàn toàn không thách đố về phương diện cảm nghiệm. Mà trong mỗi một con người chúng ta là Kitô hữu, bắt buộc chúng ta phải cảm nghiệm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ở trong cuộc đời của mình. Cảm nghiệm mầu nhiệm là một điều kiện của cuộc sống anh chị em lập gia đình, các bạn trẻ lớn lên yêu thương nhau. Mà ngay cả chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, nhưng hình như không ai có một định nghĩa chính xác về tình yêu là gì. Cũng vậy, đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, ba nhưng chỉ một Thiên Chúa, mà chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Điều quan trọng là đừng hiểu lầm. Có nghĩa là việc chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết. Ở trong sách Châm Ngôn mà chúng ta đọc hôm nay,
nói đến lời của Thiên Chúa đã có từ của đời đời. Và ở trong kinh tình kính chúng ta tương tư chốc nữa đây, tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, đấng tạo thành hữu hình và vô hình, dễ hiểu. Rồi tôi tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào tỉ lý, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể. Chúng ta tuyên xưng hàng tuần, nhưng chúng ta hoàn toàn không hiểu người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, để tránh với những lạc giáo cho rằng đây là một người con được Thiên Chúa cho phép làm Thiên Chúa. Người là ánh sáng bởi ánh sáng, để cho rằng Ngài không phải là một tấm gương để phản chiếu ánh sáng, chính Ngài là nguồn ánh sáng. Người được sinh ra mà không phải tạo thành, để nói lên được rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, khác với tất cả chúng ta và những thụ tạo trên vũ trụ này, là những thụ tạo được tạo thành. Còn Ngài là được sinh ra nhưng không phải được tạo thành. Nói cách khác, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vượt trên sự hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cảm nghiệm được ở trong đời sống của mình. Vì thế đừng lo những gì mình không hiểu, mà tôi mong anh chị em hãy lo lắng những gì mình hiểu. Hãy nói như nhà văn Mark Twain, khi ông ta đọc Kinh Thánh, những gì không hiểu không làm cho ông ta khó chịu, mà chính là những gì ông ta hiểu đã đánh động lương tâm của ông. Nói cách khác, khi đọc Kinh Thánh, có những điều anh chị em không hiểu, với tôi chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì chúng ta hiểu. Chúa Giêsu dạy, hãy tha thứ cho kẻ thù, hiểu không? Chúa Giêsu dạy, hãy cố gắng hy sinh, làm việc tay phải đừng cho tay trái biết, có hiểu không? Chúa Giêsu dạy, đừng ăn gian nói dối, đừng trộm cắp, hiểu không? Và vì thế, đứng trước mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi, tôi không quan tâm về những gì anh chị em không hiểu, nhưng tôi lo lắng về những gì chúng ta đang hiểu và liệu chừng chúng ta có làm theo hay không. Vì thế trong bối cảnh này, tôi muốn áp dụng một mầu nhiệm vào chính trong đời sống của anh chị em, đó là đời sống gia đình. Ý nghĩa của ngày lễ hôm nay nói lên ba ý nghĩa chính. Thứ nhất, tình yêu của Thiên Chúa Cha Con sản sinh ra Thánh Thần, và tình yêu này trở nên ba ngôi mà một Chúa. Hình ảnh này được phản ánh trong gia đình của anh chị em. Tình yêu nên một. Khi anh chị em theo lời của Kinh Thánh, người đàn ông hãy bỏ cha mẹ mình để theo người đàn bà, người đàn bà hãy bỏ cha mẹ mình để theo người đàn ông, và cả hai trở nên một xương một thịt. Đây là một mầu nhiệm vượt trên sự hiểu biết của anh chị em. Lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo. Ông bà mình dạy như vậy để nói lên được khi anh chị em trở nên một. Trở nên một có nghĩa là không còn là hai, một đàn cò trắng bay quanh. Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta. Mình nhớ ta thì như cà nhớ muối, ta mà nhớ mình thì như củi nhớ trăng. Mình về mình nhớ ta chăng? Văn chương của Việt Nam ghép lại mình với ta. Mình là ai mà ta là ai? Mình cũng chính là ta, ta là mình. Nói lên được anh chị em kết hợp để trở nên một. Và đây là mầu nhiệm mà Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên một Chúa. Thì khi anh chị em cầm tay nhau thề hứa để trở thành vợ chồng, anh chị em đang phản ánh một phần của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Làm thế nào để anh chị em thực hiện được điều mà ông cha dạy, chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con. Nói cách khác, tình yêu mà anh chị em đang có là phản ánh một phần của mầu nhiệm này. Điểm thứ hai cũng trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sự vâng phục trong tình yêu. Trong thư gửi cho tín hữu Roma nói đến việc Đức Giêsu Ngài vâng phục đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để đến khi nghe tên Giêsu thì mọi loài trên trời dưới đất và
trong âm phủ cũng phải quỳ gối tôn thờ Ngài là Chúa, vâng phục trong tình yêu tạo nên Thiên Chúa ba ngôi. Và chính vâng phục trong tình yêu nói lên được anh chị em đang hy sinh cho nhau để trở nên một. Hy sinh, chết cho người khác được sống. Anh chị em sống mầu nhiệm này hàng ngày. Anh chị em không cần hiểu mầu nhiệm Chúa ba ngôi, nhưng anh chị em đang sống mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài thì thức đủ năm canh. Anh chị em hy sinh cho con cái mình được sống. Nuôi con thì chẳng quản chi thân, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo cho con lằn. Tất cả những điều này nói lên được chính sự hy sinh của anh chị em là một mầu nhiệm mà không ai hiểu được ngoại trừ những người làm cha làm mẹ như anh chị em. Và cuộc sống của anh chị em phản ánh điều thứ ba ở trong mầu nhiệm Chúa ba ngôi là chính tình yêu của Chúa Cha và Con sản sinh Chúa Thánh Thần. Nói theo thần học Công giáo, cũng vậy, chính tình yêu của anh chị em như những cặp vợ chồng sáng tạo sản sinh ra con cái. Nhưng bên cạnh đó, anh chị em còn sáng tạo sản sinh ra hạnh phúc bình an, một dấu hiệu mà những người khác nhìn vào thấy được cuộc sống của anh chị em là con cái của Đức Giêsu Kitô. Đối với anh chị em, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Bình an ở trong gia đình là một sáng tạo mà anh chị em đang có. Và đây là gương sáng. Rau tôm mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húc gật đầu khen ngon. Sự đồng thuận của anh chị em là bình an, là hạnh phúc. Hạnh phúc bình an nó không đến một cách tự nhiên, mà đây là sáng tạo và sự xây dựng trong tình yêu của anh chị em. Vì thế chúng ta cần phải tìm hiểu mầu nhiệm Chúa ba ngôi, nhưng không cần tìm đâu xa như Thánh Augustino. Hãy nhìn vào đời sống anh chị em, để anh chị em biết rằng cuộc sống của anh chị em trong gia đình hiện tại đang sống và phản ánh mầu nhiệm đó. Ngày lễ hôm nay là ngày lễ phản ánh căn tính đức tin của chúng ta, ngày lễ phản ánh căn tính đức tin ở trong đời sống hôn nhân và gia đình. Và đừng quên rằng hạnh phúc mà anh chị em đang có, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi nói lên được sự hợp nhất. Nó không hình thành một cách tự nhiên và dễ dàng, mà nó hình thành ở trong mẫu mực của một hình ảnh thánh giá, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, ở trong mẫu mực của một hình ảnh thánh giá. Nói cách khác, hạnh phúc và tình yêu nên một của anh chị em cũng hình thành ở trong một hoàn cảnh mà mỗi một người phải biết nhường một chút, nhịn một chút. Bởi vì một sự nhịn chính sự lành. Chính trong sự hy sinh của anh chị em đòi hỏi vâng phục, hy sinh, từ bỏ, để mỗi một người cảm nghiệm được, phản ánh được tình yêu của mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Vì thế anh chị em không cần hiểu để mà sống, nhưng anh chị em hãy sống để mà hiểu. Và còn quan trọng hơn nữa, anh chị em hãy sống để cho những người khác hiểu. Và mầu nhiệm Chúa ba ngôi không phải một điều gì sâu xa, cho bằng qua cuộc sống của anh chị em hiểu được những gì mà ông bà vẫn dạy và ca ngợi hàng ngày. Mình với ta tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai. Có hiểu được không? Mời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến,
Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì người sẽ nói như vậy. Và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lấy lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào Chúa Nhật mừng đại lễ Chúa Ba Ngôi. Nếu mà quý ông bà anh chị em chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy một cái sự chuyển động ở trong phụng vụ để dẫn đến cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Cách đây 2 tuần, giáo hội cho chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, tức là Chúa Giêsu trở về trời với Chúa Cha. Và từ trời cao ấy, Ngài sai Chúa Thánh Thần xuống, xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ. Cho nên tuần vừa rồi chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiền xuống. Và chính từ hai cái ý nghĩa của ngày lễ đó dẫn cho chúng ta đến ngày lễ hôm nay. Chúng ta mừng một cái mầu nhiệm trọng đài ở trong đạo của chúng ta, đó là một mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một trong 3 cái mầu nhiệm chính của người Kitô giáo. Khi mà học đạo để lãnh nhận bí tích rửa tội thì buộc người tân tòng, dự tòng phải tuyên xưng 3 cái mầu nhiệm này. Mầu nhiệm thứ nhất và là mầu nhiệm đầu tiên cao trọng nhất là tin nhận mầu nhiệm một Thiên Chúa có 3 ngôi. Mầu nhiệm thứ hai là mầu nhiệm ngôi con xuống thế làm người. Và mầu nhiệm thứ ba đó là mầu nhiệm ngôi con cứu chuộc trên thập giá. Đây là một trong 3 mầu nhiệm chính của đạo Công giáo chúng ta. Và mầu nhiệm đứng đầu đó là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, đây cũng là một trong những cái mầu nhiệm khó hiểu nhất. 3 nhưng là 1, 1 nhưng là 3. 3 ngôi nhưng chỉ là 1 Chúa, 1 Chúa nhưng lại có 3 ngôi. Thú thật với quý ông bà anh chị em, mỗi năm nghe đến cái ngày lễ Chúa Ba Ngôi, con sợ nhất là soạn bài giảng. Bởi vì mình phải làm sao hiểu được cái mầu nhiệm mình mới có thể giải thích. Nhưng mà quả thật không thể nào hiểu được. Khi nói đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thì người ta thường nhắc tới cái giai thoại về Thánh Augustino. Câu chuyện kể như thế này. Một lần kia Thánh Augustino đang suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Và Ngài đi dọc trên cái bờ biển thì có xuất hiện một em bé. Dùng một cái vỏ sò, em bé đào một cái lỗ ở trên bãi biển, ở trên bãi cát. Và em bé lấy cái vỏ sò ấy, múc nước biển, chạy ra múc nước biển rồi đổ vào cái vỏ sò ấy. Rồi em lại tiếp tục chạy ra múc nước biển và đổ vào cái vỏ sò ấy. Thánh Augustino nhìn em bé ấy một hồi lâu và không hiểu tại sao em bé làm cái hành động như vậy. Thì Augustino mến đến hỏi, này cháu làm cái việc gì thế? Thì đứa bé nó trả lời, con muốn múc cạn nước biển để đổ vào cái lỗ nhỏ này. Thế thì Augustino mới nói, làm sao mà có thể múc cạn nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ xíu như thế? Thì em bé ấy mới trả lời như thế này, điều con làm xem ra là dễ hơn điều mà Ngài đang suy nghĩ ở trong đầu. Và rồi đứa bé nó biến mất. Làm sao mà cái trí khôn của con người nhỏ bé có thể hiểu được cái mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa Ba Ngôi? Nhưng mà thưa quý bà và anh chị em, qua lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt là ở trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, thì chúng ta có thể phần nào hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi là gì.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ như thế này: những gì Chúa Cha có đều là của Thầy, và những gì là của Thầy thì chính Chúa Thánh Thần sẽ lấy và cho các con biết những điều đó. Cho nên nơi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy đó là một sự trao hiến trọn vẹn. Chúa Cha có những gì thì Ngài trao hiến tất cả cho Chúa Con, và Chúa Con có tất cả những gì thì Ngài trao lại cho Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần dạy bảo cho các môn đệ biết về Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy nơi mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của một tình yêu trao ban, không giữ riêng cho mình. Và nơi Ba Ngôi còn là một mầu nhiệm tình yêu trao ban tất cả. Trao ban tất cả. Chúa Cha trao ban tất cả những gì của Ngài cho chúng ta, đó là chính người con một. Và Chúa Con ấy trao ban tất cả những gì của Ngài cho chúng ta, là mạng sống của Ngài, hiến ban tất cả cho chúng ta trên thập giá. Và Chúa Thánh Thần lấy những gì của Chúa Giêsu đã dạy để dạy lại cho các môn đệ và cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Cho nên tình yêu nơi Ba Ngôi còn là một tình yêu trao ban tất cả. Thánh Gioan có một cái định nghĩa rất hay về Thiên Chúa. Ngài nói như thế này, thưa cộng đoàn: Thiên Chúa là tình yêu. Mà làm sao yêu được nếu mà chỉ có một mình? Không ai yêu một mình hết. Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa ấy phải yêu thương lẫn nhau. Thiên Chúa có ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha, và làm phát sinh tình yêu là Thánh Thần nối kết ba ngôi Thiên Chúa với nhau. Như chúng ta vừa chia sẻ, Thiên Chúa Ba Ngôi là một tình yêu trao ban, không giữ riêng cho mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Vậy thì cái hình ảnh tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi ấy được diễn tả một cách cụ thể nơi chính gia đình của quý bà và anh chị em. Nói Ba Ngôi thì cao siêu lắm, nhưng mà cái tình yêu Ba Ngôi ấy nó thể hiện cụ thể nơi từng gia đình của chúng ta. Vợ chồng yêu thương nhau và hy sinh cho nhau. Cha mẹ yêu thương con cái và trao ban tất cả những gì của mình cho con cái. Một tình yêu trao ban không giữ lại một cái gì hết. Trao ban tất cả và trao ban đến nỗi hy sinh cả tính mạng của mình. Những quý ông bà anh chị em lớn tuổi, lúc mà còn nhỏ, khi mà học giáo lý để rước lễ lần đầu thì chúng ta học cái cuốn sách gọi là sách Kinh Bổn. Thì cái câu đầu tiên người ta hỏi như thế này: hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thì câu trả lời: thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rồi câu thứ hai lại tiếp tục: ba ngôi làm gì cho ta? Thì câu trả lời: thưa, Chúa Cha tạo dựng ta, Chúa Con cứu chuộc ta, và Chúa Thánh Thần thánh hóa ta. Cho nên chúng ta thấy không, Chúa Cha tạo dựng nên ta, một tình yêu dành cho chúng ta tất cả. Chúa Con cứu chuộc ta, một tình yêu dành cho chúng ta tất cả. Và Chúa Thánh Thần thánh hóa ta cũng là một tình yêu dành cho chúng ta tất cả. Ba ngôi không giữ lại riêng cho mình. Cho nên làm sao trong cuộc đời của quý bà và anh chị em, đặc biệt là gia đình chúng ta học lấy nơi hình ảnh của ba ngôi, một tình yêu trao ban không giữ riêng cho mình mà hy sinh tất cả cho các thành viên trong gia đình. Vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, anh chị em san sẻ cho nhau. Cho nên mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, đây là mầu nhiệm của đức tin. Chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm đức tin của chúng ta: Thiên Chúa có ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng mà đây còn là một mầu nhiệm để chúng ta sống ở trong cuộc đời. Chúng ta tin Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu thì chúng ta phải sống tình yêu ở trong cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta. Cho nên mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay xin cho mỗi gia đình của chúng ta, mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta biết sống cái mầu nhiệm tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, để tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ấy được hòa lại, được ghi khắc lại trong từng lời nói, trong từng hành động, trong từng cử chỉ yêu thương mà chúng ta dành cho nhau, đặc biệt là nơi gia đình của chúng ta.
đặc biệt là nơi cộng đoàn của chúng ta. Làm thế nào để khi người khác nhìn vào cộng đoàn của chúng ta, gia đình của chúng ta, người ta thấy được à, đây là một gia đình của tình yêu, đây là một cộng đoàn của yêu thương. Và khi chúng ta sống cái tình yêu, sống yêu thương ở trong cuộc đời, cũng là cách chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong chính đời sống của chúng ta. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa là tình yêu đổ tràn xuống tâm hồn của chúng ta, để chúng ta sống tình yêu ấy ở trong cuộc đời của mình, nơi gia đình, nơi cộng đoàn của chúng ta. Amen.